Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 6 tháng 7 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chiều nay, ngày 6 tháng 7, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng hơn 2.000 bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng. Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh thành phố Hồ Chí Minh mong muốn việc trao tặng 2.000 bộ kit xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 sẽ giúp tỉnh Lâm Đồng kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Đại diện ngành y tế Lâm Đồng cho biết, những ủng hộ của Tập đoàn Hưng Thịnh nói riêng và các doanh nghiệp nói chung đã kịp thời hỗ trợ cho lực lượng phòng chống dịch của tỉnh. Ngay sau khi nhận được 2.000 bộ kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được phân bổ cho các khu cách ly, khu phong tỏa và các điểm phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh để tăng cường hiệu quả của hoạt động xét nghiệm.